Tin mừng theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi." Phía trên đầu người có bản án viết: "Đây là vua người Do Thái." Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với." Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái." Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi." Và người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Dấu chứng tình yêu. Năm 1980, Đài Phát thanh Viên Đức Áo truyền đi một bài phỏng vấn vô cùng cảm động. Phóng viên phỏng vấn một nữ sinh viên đang từng ngày nằm chờ chết trong bệnh viện. Tôi đọc thấy trên gương mặt của cô niềm vui và hy vọng. Xin hỏi cô còn chờ đợi gì nơi cuộc sống này? Cô gái mỉm cười nói: "Tôi chờ đợi mọi sự từ cuộc sống, nhưng trên hết mọi sự là tình yêu của Chúa. Chính Người đã cho tôi nếm thử thiên đàng. Chỉ có như thế tôi mới đương đầu được với những đau khổ đang đè nặng trên tôi." Tin mừng cho ta thấy khuôn mặt của một vị vua hiền hòa, khiêm tốn, vị vua của mọi gia đình, vua bình an nơi tâm hồn chúng ta. Vị vua ấy chịu treo trên thập giá để đền thay tội lỗi chúng ta. Chính Người đã dùng giá máu để cứu chuộc nhân loại, như là dấu chứng cho một tình yêu bất diệt. Tình yêu của một vị Thiên Chúa đã cúi xuống để nâng con người sa ngã lên. Con người hôm nay ra như đã lìa bỏ Chúa. Họ dễ bị cám dỗ bởi tiền tài, danh vọng phù hoa, nên cũng dễ dùng quyền lực để trấn áp người khác, chà đạp lên cả nhân phẩm của người khác nữa. Ai cho họ cái quyền đó? Vậy mà Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, ban chính con một làm giá cứu chuộc nhân loại. Và giờ đây, Đức Giêsu vẫn đang đồng hành với con người để xây dựng một vương quốc yêu thương. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm thập giá, suy nghĩ về thập giá chiến thắng, qua đau khổ đến vinh quang. Lạy Chúa, xin ngự đến và làm vua cõi lòng chúng con. Xin cho vương quốc tình yêu mà Ngài đã và đang xây dựng được triển nở trong thế giới này. Amen.